shit regardless. Bạn tìm về khóa học online đồ uống truyền thống. Đồ uống truyền thống có rất nhiều điểm mạnh. Chúng là những đồ uống đã có bề dày thời gian về hương vị, nên những hương vị đó quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Bởi vậy, khi khách hàng còn lăn tăn về chuyện gọi đồ, những đồ uống truyền thống này sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Việc của chúng ta là hãy trang trí, tạo thêm diện mạo mới cho dòng đồ uống này. Hương vị quen thuộc, gần gũi, kết hợp với sự trang trí mới lạ, bắt mắt sẽ giúp gỡ bạn vượt lên trên đối thủ cạnh tranh. Không những thế, điểm mạnh của đồ uống truyền thống còn là nguồn nguyên liệu dồi dào. Nguồn nguyên liệu này có thể mua được ở bất cứ đâu, nên bạn sẽ ít phải lăn tăn về chuyện trữ nguyên liệu số lượng lớn. Việc sẽ gây ra trường hợp hỏng hủy hay thất thoát không lý do. Và trong hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới bạn một cốc nước sấu với dáng vẻ hoàn toàn mới. Tôi là Louis, người đồng sáng lập ra thương hiệu pha chế online đầu tiên, nơi mà các chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống cốt thấp lại cao. Chúng ta hãy bắt đầu với sấu nóng. Bước 1, tạo vị cho ly sấu nóng. Đầu tiên, tôi sẽ sử dụng 4 quả sấu. Tiếp đến, để tạo hương vị đậm đà cho cốc sấu nóng, hương vị nguyên liệu chủ yếu của nó chính là nước cốt sấu. Chúng ta hãy sử dụng 30ml. Tiếp đến, để hài hòa với hương vị, hãy sử dụng 5ml chanh tương đương với 1 quả chanh. Để tạo ngọt cho ly sấu, sử dụng 10ml đường. Tổng định lượng là 35ml. Hoàn thành xong bước 1, tạo vị. Bước 2, làm đầy cốc. Chúng ta hãy sử dụng 300ml nước sôi cho cốc sấu nóng này. 300ml nước sôi chúng ta sẽ làm được lên mực nước là cách miệng cốc 1cm. Và đây là cốc sứ 350ml. Khuấy đều lên. Hoàn thành bước 2, làm đầy cốc sấu nóng. Bước 3, trang trí. Nguyên liệu để trang trí, tôi sử dụng gừng. Tại vì sao lại là gừng? Tôi sẽ cài gừng vào miệng cốc. Khi khách hàng uống một ngụm nước sấu, khách hàng sẽ ngửi được thấy mùi của gừng. Hương sấu và hương gừng vô cùng thích hợp với nhau. Hãy cắt 3 lát. Hãy cắt 1 lát gừng mỏng 1mm. Chúng ta cần sử dụng 3 lát.
Tiếp đến, hãy tưởng tượng ra một hình tam giác trên miếng gương. Cuối cùng, để gài được vào miệng ly, tôi sẽ khía một đường của mỗi miếng. Hình ảnh tiếp đến gài vào miệng ly. Công thức sấu nóng: sấu quả 4 quả, nước sấu 30 ml, cốt chanh tươi 5 ml, đường 10 ml, nước sôi 300 ml, gừng tươi 3 lát. Cách làm sấu nóng. Bước 1, tạo vị. Cho 4 quả sấu vào cốc sứ, rót nước cốt sấu, cốt chanh tươi và đường vào cốc. Bước 2, làm đầy cốc. Rót 300 ml nước sôi, khuấy đều. Bước 3, trang trí. Cắt 3 lát gừng hình tam giác, gài liên tiếp trên miệng cốc theo dáng xòe ra.